còn nghe diệu pháp Phật mà được trí quang minh. Nhờ vậy thấy sở tu của Phật trong quá khứ. Bồ Tát Đại Oai Quang, khi Ngài làm Thái tử vì đời quá khứ, Ngài gieo trồng căn lành sâu dày, cho nên có đại trí huệ đặc biệt thông minh, sức nhớ khác với người thường, lọt qua mắt chẳng quên, hoặc lọt qua tai cũng chẳng quên. Do đó, khi Ngài vừa nghe Phật nhất thiết cùng Đức Tu Di Thắng Vân nói Pháp rồi, thì lập tức khai ngộ chứng được nằm nhãn sáu thông, những hại môn Phật tu trong quá khứ, Ngài đều thấy rõ ràng, cho nên mới nói. Còn nghe diệu pháp của Phật nói, lập tức đắc được trí huệ quang minh, minh bạch các môn mà Bồ Tát tu hành, do đó thấy được Phật trong quá khứ, tu pháp sáu độ như thế nào, hành Bồ Tát đạo như thế nào, cúng dường Phật như thế nào, gần gũi thiện tri thức như thế nào, hết thảy mọi việc đều thấy rất rõ ràng tất cả nơi sinh ra, danh hiệu thân khác nhau và cúng dường chư Phật. Như vậy con đều thấy, Đức Phật nhất thiết công đức tu gì thắng vân, trong quá khứ đại đời kiếp kiếp sinh ra chỗ nào, có danh hiệu gì, thân tướng ra sao, tu hạnh môn gì, và tầm bồ đề như thế nào, cúng dường chư Phật ra sao, hoặc việc khó nhẫn mà nhẫn được khó tu mà tu được đủ thứ hạnh môn con đều thấy được thuở xưa ở chỗ phật hết thầy đều hầu hạ vô lượng kiếp tu hành nghiêm tịnh các biển cõi vị phật đó lúc thuộc xưa tu hành thì đến đạo tràng của chư phật thừa sự tất cả phật cũng dường tất cả phật gần gũi tất cả phật trong vô lượng kiếp về trước tu hành những hạnh môn đó để trang nghiêm thanh tịnh các biển cõi phật xả thí thân của mình rộng lớn chẳng bờ mé tu trị hạnh tối thắng nghiêm tịnh các biển cõi khi đức phật đó tu đại bố thí thì chẳng những bố thí ngoại tài mà còn bố thí nội tài chỉ cần có ích lợi cho chúng sinh thì dù xả thí mạng sống cũng không tử cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân mình để mang lại hạnh phúc cho chúng sinh trong quá khứ chẳng biết phật đã xả thân bao nhiêu lần do đó có câu vì pháp quên mình tinh thần đó thật là vĩ đại phàm là phật giáo đồ đều phải có tư tưởng thương xót tất cả vì người mà chẳng vì mình. Vì Phật đó tù phát môn khó hành vô cùng rộng lớn, chẳng có bỏ mé. Ngài từng tu trị hạnh môn vô thượng thủ thắng nhất, để trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. Khi chúng ta làm khóa lễ tối thì nhất định phải đọc câu, nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi Phật tịnh. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bổ đề khi xả báo thân này đồng sinh về cực lạc. Đây là một sự hồi hướng trang nghiêm thành tịnh biển cõi nước chư Phật. Hiện tại chúng ta cũng tu hạnh môn trang nghiêm biển cõi nước chư Phật. Đừng cho rằng đây là sướng ca, chẳng có ích gì. Là việc phô diễn nên chẳng chân thật mà làm. Phải nhận rõ pháp môn mà mình tu hành, tức là trang nghiêm cõi Phật, tức là trên đèn ân cha mẹ giới cứu khổ chúng sinh nhất định phải chân thật tơ hào đừng làm cầu thả Tài mũi đầu tay chân và tất cả cung điện xả bỏ vô số lượng nghiêm tịnh biển cõi nước bồ tát đại oai quang nói thuở xưa khi phật tu hành thì từng xả thí lỗ tai lỗ mũi đầu tay và chân cùng tất cả cung điện đây là pháp môn khó nhẫn mà nhẫn được khó xả mà xả được đem nội tài đầu mắt tùy não và ngoại tài đất nước vợ con, xả thí vô số lượng, đem công đức này, để trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. Trong mỗi mỗi cõi nước, ước kiếp không nghĩ bàn tu tập hạnh bồ đề nghiêm tịnh biển cõi nước. Vị Phật đó, ở trong mỗi biển cõi nước trải qua ước kiếp thời gian không thể nghĩ bàn, tu tập hạnh bồ đề đem công đức này trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. Sức đại nguyện phổ hiền, trong tất cả biển cõi tu hành vô lượng hạnh nghiêm tịnh biển cõi nước vị phật đó ngài cũng tu sức đại nguyện phổ hiền ở trong tất cả biển cõi nước chư phật tu hành vô lượng hạnh môn hết thảy tám vạn bốn ngàn pháp môn đều tu viên mãn đem công đức này để trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư phật giống như mặt trời chiếu vẫn thấy được mặt trời con nhỏ phật trí quang thấy đạo của phật hành giống như mặt trời chiếu soi đại địa do đó mà hết thảy chúng sinh đều thấy được bổn thể của mặt trời hiện tại còn đã được trí huệ quang minh của phật cho nên thấy được đạo của phật tu hành trong quá khứ còn quán biển cõi phật thanh tịnh đại quang minh tịch tĩnh chứng bồ đề chu biến khắp pháp giới bồ tát đại oai quang nói còn quá sát biển cõi nước của chư phật đều thanh tịnh phóng đại quang minh cũng là tịch tĩnh chứng đắc quả vị bồ đề dận hư không biến pháp giới đều có pháp thân của Phật. Còn sẽ như thế tôn, rộng tịnh biển cõi nước, nhờ thần lực của Phật tu tập hạnh bồ đề Còn sẽ tu hành giống như Đức Thế Tôn, rộng trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật, nhờ đại oai thần lực của Phật mà tu tập hạnh bồ đề Các Phật tử, lúc đó Bồ Tát Đại Oai Quang nhờ thấy được Đức Phật nhất thiết công đức sơn tu gì thắng vân, mà thực sự cúng giảng ở chỗ Đức Phật tâm điều khai ngộ. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng ca vị đệ tử của Phật. Lúc đó, Bồ Tát Đại Oai Quang gặp Đức Phật nhất thiết công Đức Sơn Tu Di Thắng Vân mà thừa sự cúng dường Phật. Do đó cho nên Ngài ở chỗ Đức Phật lập tức khai ngộ, thấu rõ đạo lý tất cả Phật Pháp. Vì tất cả thế gian mà hiển bày biển hạnh thuở xưa của Như Lai Tu, hiển bày phương tiện thuở xưa của Bồ Tát Tu hiện bày tất cả biển công đức của Phật, hiện bày trí thanh tịnh khắp vào tất cả pháp giới, hiện bày sức tự tại thành Phật trong tất cả đạo tràng, hiện bày Phật lực vô ý trí, vô sai biệt. Hiện bày khắp thị hiện thân như lai, hiện bày thần thông biến hóa của Phật không thể nghĩ bàn, hiện bày vô lượng cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Hiện bày hết thảy hành phổ hiện,